phát hiện 5 thực phẩm quét sạch mỡ máu, ăn đến đâu làm sạch mạch máu tới đó, muốn sống thọ nhất định phải biết. Vâng, kính thưa quý vị khán thính giả, quý vị thân mến, để vận hành liên tục trong suốt cả cuộc đời, cơ thể của chúng ta được nuôi dưỡng bởi một hệ thống các mạch máu riêng biệt. Chính bởi vậy, khi những mạch máu này bị tổn thương hay bị tắc nghẽn, nó sẽ làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Vậy ăn gì để sạch mạch máu? Hãy cùng kênh Ăn Sạch Sống Khỏe theo dõi video để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Phát hiện 5 thực phẩm quét sạch mỡ máu, ăn đến đâu làm sạch máu đến đó, muốn sống thọ nhất định phải biết. Tại thời điểm hiện tại, khi nền kinh tế phát triển nhanh chóng, chế độ ăn uống cũng thay đổi theo. Các nhà hàng hay cửa hàng tiện lợi được mọc lên, làm gia tăng các loại thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên xào, dầu mỡ. Nếu ăn quá nhiều các loại thức ăn nhanh, được chế biến sẵn hay thực phẩm không được sạch, có thể khiến động mạch trong cơ thể bị tắc nghẽn. Thanh lọc cơ thể. Làm sạch mạch máu là vấn đề của nhiều gia đình cần được quan tâm. Vậy ăn gì để sạch mạch máu? Hãy cùng xem top 5 thực phẩm ăn để sạch mạch máu sau và tìm cho mình những thực phẩm tốt bổ sung vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày nhé. 1. Quả nho. Nếu bạn đang xây dựng một chế độ ăn lành mạnh, hợp lý, thì đừng quên việc thêm quả nho bổ dưỡng vào chế độ ăn uống thường ngày bạn nhé. Ăn nho có tác dụng ngăn ngừa sự hình thành huyết khối, tốt hơn cho cả aspirin, đồng thời làm giảm lượng cholesterol huyết thanh. Ngoài ra, nho còn làm giảm sự gắn kết tiểu cầu và ngăn ngừa các bệnh về mạch máu não, các bệnh liên quan đến tim mạch. Trong nho có chứa chất flavonoid, đây là chất tạo nên màu tím của quả nho. Quercetin và resveratrol có thể ngăn ngừa sự oxy hóa của các cholesterol, một loại cholesterol không tốt cho sức khỏe, khiến các màng bám ở thành động mạch hình thành. Không chỉ giúp sạch mạch máu, ăn nho thường xuyên sẽ khiến cơ thể giảm nguy cơ phát triển các cục máu đông, ngăn ngừa nguy cơ cơn đau tim ở mỗi người. Ngoài ra, hợp chất flavonoid trong nho có khả năng chống oxy hóa mạnh, có khả năng ngăn chặn sự oxy hóa hình thành do cholesterol xấu có thể gây tắc mạch máu và một số bệnh tuần hoàn khác. Loại quả nhỏ mà có vỏ này còn hỗ trợ đẩy lùi tình trạng màng bám vào thành mạch, giúp thanh lọc máu và đào thải các độc tố ra ngoài cơ thể, giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch của bạn. 2. Hành tây. Một người phụ nữ 43 tuổi ở Thượng Hải, Trung Quốc, nghe theo lời đồn ăn hành tây mỗi ngày để hạ mỡ máu. Điều gì đã xảy ra cơ thể cô ấy? Bà Lý thường xuyên ăn quá no và nhiều đồ dầu mỡ, dẫn đến lượng cholesterol và chilisin trong cơ thể tăng cao, gây ra bệnh mỡ máu. Sau khi thăm khám, bà Lý thay đổi thói quen ăn uống theo hướng dẫn của bác sĩ và đặc biệt là ăn hành tây mỗi ngày. Sau một thời gian, bà Lý đến bệnh viện khám sức khỏe và phát hiện mỡ máu đã bị ức chế hiệu quả. Hành tây là loại thực phẩm phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều người sử dụng hành tây làm nguyên liệu để xào hoặc làm gia vị kết hợp với món ăn khác. Ăn hành tây thực sự có thể giúp chúng ta hạ huyết áp. Hành tây rất giàu chất dinh dưỡng, không chỉ chứa nhiều vitamin C, kali, kẽm, chất xơ, acid folic và các chất dưỡng khác, mà còn chứa hai chất phòng ngừa và chống ung thư là quercetin và prostaglandin A. Ăn hành tây có thể làm giãn nhẹ các mạch máu và giảm sức căng của các mạch máu ngoại vi. Một số chất đặc biệt trong hành tây còn có thể giúp cơ thể con người giảm mỡ máu và có tác dụng chống xơ vữa động mạch nhất định. 3. Quả bơ. Bơ là loại quả chứa hơn 14 loại vitamin cùng các khoáng chất như canxi, sắt, kẽm, magie, phốt pho, kali. Bên cạnh đó, loại quả này cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, các chất béo không bão hòa, nguồn gốc thực vật tốt cho cơ thể, giúp máu lưu thông dễ dàng, đồng thời giảm sự tích tụ của các cholesterol xấu trong máu. Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Thái Bình Dương,
Stockton tại Mỹ cho thấy bơ giúp cải thiện tình trạng máu nhiễm mỡ, bảo vệ sức khỏe tim mạch. Cụ thể, ăn một trái bơ tươi mỗi ngày có thể giảm đáng kể triglyceride và HDL, cholesterol xấu. Đặc biệt, các nhà nghiên cứu về bơ cũng cho thấy dung nạp loại quả này hoàn toàn không làm sụt giảm lượng cholesterol tốt, HDL của cơ thể. Do đó, quả bơ tươi được xem là giải pháp ổn định cholesterol cho cơ thể, cung cấp lượng chất béo tốt tự nhiên, đồng thời là nguồn chất xơ dồi dào mà người bệnh mỡ máu cao nên bổ sung mỗi ngày. Ngoài ra, quả bơ còn được gọi là thực phẩm hoàn hảo. Bơ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Khi muốn làm sạch hệ thống mạch máu trong cơ thể, thay vì sử dụng mayonnaise để tạo độ béo cho các món trộn, thì chúng ta nên thay thế bằng những miếng bơ thái lát mỏng, vì loại trái cây này có tác dụng làm giảm lượng cholesterol xấu, nhờ đó hạn chế được sự lắng đọng của cholesterol trong các động mạch, giữ cho chúng luôn thông thoáng. Hướng dẫn 4 món ăn giảm mỡ máu từ quả bơ. Người bệnh mỡ máu có thể chế biến bơ thành nhiều món ăn, thức uống thơm ngon, giàu dinh dưỡng để thưởng thức mỗi ngày. Dưới đây là một số công thức đơn giản mà các chuyên gia ẩm thực khuyên bạn nên áp dụng. Làm sinh tố bơ giảm mỡ máu. Sinh tố là cách chế biến đơn giản và phổ biến nhất từ bơ. Loại thức uống này giúp lưu giữ được đầy đủ vitamin và khoáng chất từ quả bơ nên rất tốt cho sức khỏe người bệnh mỡ máu. Cách thực hiện: thịt bơ cắt thành từng miếng nhỏ cho vào máy xay. Thêm sữa tươi không đường rồi xay nhuyễn. Có thể thêm chuối, dâu tây vào xay cùng để tăng hương vị cho ly sinh tố. Ăn salad bơ giảm mỡ máu. Bạn có thể kết hợp ăn bơ với loại nguyên liệu khác như trứng, thịt, rau củ quả tùy theo khẩu vị trong món salad bổ dưỡng để cải thiện tình trạng mỡ máu cao. Tuy nhiên, cần chú ý không kết hợp với các loại thực phẩm nhiều cholesterol như thịt mỡ, thịt đỏ. Một số món salad bơ tốt cho người bệnh mỡ máu. Salad bơ cà chua. Salad bơ khoai tây nướng. Salad bơ xoài. Salad bơ cá hồi. Salad bơ ức gà. Salad bơ trứng gà. Làm nem cuốn bơ xanh hạ mỡ máu. Món ăn này tuy lạ lẫm nhưng lại vô cùng ngon miệng. Chúng là thực đơn giúp ăn uống hàng ngày của bạn trở nên đa dạng hơn. Cách thực hiện: lột vỏ, cắt dọc quả bơ thành những miếng nhỏ, trộn với ít muối. Thêm các nguyên liệu như dứa, dưa chuột, rau thơm tùy thích. Cũng cắt dọc thành miếng nhỏ như bơ. Cho các nguyên liệu vào bánh tráng, cuộn lại như nem cuốn và thưởng thức. Bơ ngâm giấm. Thay vì ăn bơ chín, bạn có thể dùng bơ xanh để làm bơ ngâm giấm để chống ngấy cực ngon. Lại còn hỗ trợ hạ mỡ máu. Món bơ ngâm giấm nên ăn kèm với các món thịt cá. Cách thực hiện: bơ còn giòn xanh gọt bỏ vỏ, cắt thành từng miếng vừa ăn, cho giấm, muối, chút ớt đường vào trộn đều. Ngâm bơ với giấm tầm 30 phút là có thể ăn được. 4. Ngô. Không chỉ là một thực phẩm dễ ăn, dễ tìm, ngô được coi là thần dược có thể giúp các bệnh nhân bị mỡ máu cải thiện tình hình. Ngô cũng là một loại thực phẩm phổ biến chứa magie, canxi, vitamin E, carotin và các thành phần khác có thể giúp kiểm soát huyết áp. Chất xơ có nhiều trong ngô có thể làm giảm mỡ máu của chúng ta và giúp bảo vệ mạch máu. Canxi và magie cũng có thể làm giãn mạch máu. Glutathione, đặc biệt là axit glionic chứa trong ngô, có làm giảm cholesterol của chúng ta một cách hiệu quả và ngăn nó lắng đọng ở thành trong của mạch máu. Một điều đáng nói nữa là dâu ngô. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng dâu ngô có chứa một lượng lớn vitamin K và kali, nitrat, có tác dụng ổn định huyết áp.
có ghi chép về dâu ngô được sử dụng làm thuốc trong một số tác phẩm kinh điển của y học Trung Quốc. Ngoài ra, ngô có chứa nhiều chất xơ không tan và hòa tan. Các chất xơ hòa tan khi liên kết với cholesterol trong mật đã được bài tiết ra từ gan sẽ lan truyền khắp cơ thể, giúp hấp thụ cholesterol có hại, giúp tăng cường lưu thông máu, tránh cholesterol xấu trong máu và bảo vệ tim mạch hiệu quả. Y học hiện đại cho rằng ngô giàu axit béo không no, vitamin, nguyên tố vi lượng và các axit amin khác. Các axit béo không bão hòa trong ngô, đặc biệt là hàm lượng axit linoleic lên đến hơn 60%, có tác dụng chung với vitamin E trong mầm ngô, có thể giảm nồng độ cholesterol trong máu và ngăn ngừa chúng lắng đọng ở thành mạch máu. Do đó, ăn ngô có tác dụng phòng và điều trị nhất định đối với bệnh tim mạch vành, xơ vữa động mạch, tăng lipid máu, tăng huyết áp. 5. Quả dâu tằm. Quả dâu tằm chua ngọt là loại trái cây được nhiều người ưa thích. Nhiều người thích ăn dâu tằm sấy khô như một món ăn vặt. Dâu tằm rất giàu carotin, vitamin, axit béo và các thành phần khác, có thể giúp chúng ta tăng cường độ đàn hồi của thành mạch máu, đồng thời cũng có thể tăng cường khả năng chịu đựng của mạch máu. Không những thế, dâu tằm còn có thể thúc đẩy quá trình phân hủy và chuyển hóa axit béo bão hòa, từ đó ngăn ngừa xơ cứng mạch máu. Ngoài ra, dâu tằm cải thiện lưu lượng máu trong cơ thể, kiểm soát huyết áp và làm sạch máu. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa có trong dâu tằm giúp cải thiện chức năng của các mạch máu bằng cách giữ cho mạch máu dẻo dai và giãn nở phù hợp. Nhờ đó, huyết áp được kiểm soát, máu lưu thông từ tim đến các bộ phận khác của cơ thể tốt hơn. Dâu tằm còn chứa các proflavonoid giữ cho các mạch máu khỏe mạnh. Thêm vào đó, dâu tằm còn giàu kali, có tác dụng làm giảm huyết áp. Thiếu máu là một trong những nguyên nhân gây suy tim. Dâu tằm rất tốt để chữa bệnh thiếu máu vì dâu tằm rất giàu chất sắt. Dâu tằm còn chữa các triệu chứng của bệnh thiếu máu như mệt mỏi và chóng mặt. Chất xơ, chất oxy hóa và hàm lượng flavonoid trong dâu tằm giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Những chất dinh dưỡng này còn giúp duy trì lưu lượng máu ổn định, ngăn ngừa các cơn đau tim và đột quỵ. Dâu tằm rất giàu flavonoid, được coi là tốt cho tim mạch. Bên cạnh đó, ăn dâu tằm còn giảm mức cholesterol xấu trong cơ thể, ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch. Dâu tằm giúp cải thiện hệ thống miễn dịch bằng cách kích hoạt các đại thực bào thông qua các alkaloid. Các đại thực bào giữ cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Bên cạnh đó, dâu tằm cũng chứa vitamin C, hỗ trợ tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể. Khi sức khỏe tổng thể tốt, cơ thể sẽ triệt tiêu các yếu tố gây ra bệnh tim. Bật mí, các cách làm sạch máu trong cơ thể của người Nhật. Để làm sạch máu, điều đầu tiên bạn cần chú ý là phải giảm cholesterol trong máu, giảm mỡ máu. Dưới đây là một số phương pháp làm sạch máu đơn giản theo bí quyết của người Nhật. 1. Ăn nhiều tỏi. Tỏi được biết đến với rất nhiều công dụng đối với sức khỏe. Theo người Nhật, tỏi chính là vị cứu tinh của mạch máu, giúp kéo dài tuổi thọ. Thành phần tỏi có chứa chất acylin, có khả năng làm suy yếu hoạt động của enzyme tổng hợp cholesterol trong gan, từ đó làm giúp giảm cholesterol trong cơ thể. Ăn nhiều tỏi và sử dụng các chế phẩm từ tỏi là một trong những bí quyết của người Nhật giúp làm sạch mạch máu, loại bỏ các cục máu đông nguy hiểm có trong động mạch. 2. Ăn nhiều cà tím. Cà tím được xem là chất làm nền mạch máu, là loại thực phẩm có tác dụng bảo vệ tim mạch, giúp hạ huyết áp. Ngoài ra, thành phần cà tím chứa nhiều vitamin P, hợp chất flavonoid, có khả năng làm mềm và làm sạch mạch máu, tăng cường sự đàn hồi của mạch máu, ngăn ngừa vỡ động mạch.
Người bị lão hóa mạch máu muốn làm sạch mạch máu nên uống nước cà tím đều đặn 3 lần trên tuần. 3. Thường xuyên ăn bắp cải. Bắp cải được người Nhật coi là một loại thực phẩm vô cùng quý, có tác dụng làm tăng tính đàn hồi cho làn da và đàn hồi thành động mạch. Bắp cải là thực phẩm giàu vitamin C, kali, canxi, chất xơ, có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, bắp cải có chứa isothiocyanate, một hoạt tính chống oxy hóa mạnh, và vitamin U hiếm, có công dụng lớn trong việc bảo vệ các niêm mạc mạch máu, thúc đẩy nhanh quá trình tuần hoàn máu, giúp mạch máu khỏe mạnh hơn. 4. Tăng cường bổ sung cá trích. Cá trích là một loại cá biển sẵn có ở Việt Nam, giàu axit béo không bão hòa, có khả năng cải thiện độ nhớt máu. Ngoài ra, ăn nhiều cá trích còn cung cấp một lượng lớn DHA cho cơ thể, giúp giảm cholesterol xấu và giảm nguy cơ xuất hiện các cục máu đông, mỡ máu. 5. Không quên uống nước vào 3 thời điểm vàng. Uống nhiều nước mỗi ngày được xem là một trong những cách giúp thanh lọc đường huyết đơn giản mà hiệu quả nhất. Nhưng với người Nhật, uống đủ nước mỗi ngày vẫn chưa đủ mà bạn cần phải uống vào đúng 3 thời điểm vàng. Cốc thứ nhất. Cách uống nước tốt nhất theo người Nhật là uống nước ngay sau khi ngủ dậy. Người dân xứ sở Hoa Anh Đào cho rằng đây là cốc nước cứu mạng của đúng nghĩa đen. Vì sau một đêm, cơ thể liên tục trao đổi chất, loại bỏ chất thải thì cần sự giúp đỡ từ yếu tố bên ngoài. Và nước chính là thứ cơ thể cần nhất lúc này. Do đó, bạn nên uống một cốc nước khoảng 40 độ C vào mỗi buổi sáng thức dậy. Cốc thứ hai, sau khi ăn mặn. Bạn nên uống một cốc nước để giảm gánh nặng cho cơ thể sau khi phải hấp thụ lượng thức ăn nhiều muối, thúc đẩy tim bơm máu bình thường, giúp hạn chế mắc bệnh tim và khống chế sự tăng huyết áp. Cốc thứ ba, uống một cốc nước trước khi đi ngủ vào ban đêm, giúp giảm hiện tượng mất nước của cơ thể, giúp quá trình lưu thông máu diễn ra tốt hơn, hạn chế tình trạng máu vón cục, đông máu, tránh gây tai biến, đột quỵ khi mạch máu bị tắc. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, trên đây là những loại thực phẩm giúp làm sạch mạch máu nên bổ sung vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày mà kênh Ăn Sạch Sống Khỏe vừa chia sẻ tới quý vị và các bạn. Ngoài việc chú ý đến những thực phẩm nêu ở trên thì bạn nên kết hợp thêm việc luyện tập thể dục thường xuyên để cơ thể luôn dẻo dai và khỏe mạnh, đồng thời hạn chế việc tiêu thụ những loại thực phẩm chế biến sẵn có chứa chất béo xấu. Đặc biệt là mỗi người cần uống đủ 2 lít nước trên một ngày để giúp thanh lọc, làm sạch mạch máu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ban biên tập chương trình xin khép lại video tại đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.